Chào mừng tất cả các em đã quay trở lại với kênh YouTube Lớp Anh Cô Liên. Hôm nay chúng ta sẽ học phần A Close Look To, Unit 7, tiếng Anh Global Success mới. A Close Look To. Ở cái phần A Close Look To này chúng ta có một số từ vựng như sau. Repetition. Danh từ, sự lặp lại, tần suất. Specific. Tính từ, riêng biệt, cụ thể. Depend. Động từ, tùy thuộc. Train. Động từ, huấn luyện. Hard. Tính từ, khó, khắc nghiệt. Instructions. Danh từ, hướng dẫn. Follow. Động từ, làm theo. Hope. Động từ, hy vọng. Ở cái phần A Close Look To này thì chúng ta sẽ học về phần question words. Chúng ta có những từ để hỏi bắt đầu bằng question words như sau. Who có nghĩa là ai, nói về người, people. What nghĩa là gì, cái gì, nói về vật, things. Where là ở đâu, nói về nơi chốn, place. When nó nói về thời gian, nói về khi nào, ta sẽ dùng từ time. Why, tại sao, nói về lý do. How là như thế nào, manner. How many và how much, có bao nhiêu, nói về số lượng, number. How often, thường xuyên như thế nào, hỏi về sự tần suất, sự lặp lại về thời gian, chúng ta sẽ dùng repetition. Và chúng ta có cái công thức tổng quát của từng thì như sau. Đối với hiện tại đơn thì W question cộng với lại do hoặc là the cộng với chủ ngữ cộng với động từ nguyên mẫu. Đối với thì tương lai đơn thì W question cộng will cộng chủ ngữ cộng với động từ nguyên mẫu. Đối với hiện tại tiếp diễn thì W question cộng emr cộng chủ ngữ cộng với động từ thêm in. Để hiểu rõ hơn về cái phần W question này thì chúng ta sẽ đi vào phần bài tập. Activity 1. Read the consideration and underline the question words. Đọc đoạn hội thoại và gạch dưới những từ để hỏi. Hi Phong, what are you doing tomorrow? Chào Phong, em sẽ làm gì vào ngày mai? Ở đây chúng ta chú ý đến từ what, từ để hỏi. Chúng ta sẽ gạch chân dưới đó. I'm going to a book exhibition. Em sẽ đi đến hội triển lãm sách. Câu này chúng ta không có từ để hỏi. Where is it? Nó nằm ở đâu? Chúng ta gạch chân dưới từ where. It's in Van Hoa Street. Nó ở đường Văn Hồ. Câu này không có từ để hỏi. How long is it on? Nó diễn ra trong bao lâu? Ở đây chúng ta có từ để hỏi, đó là how long. From the 1st to the 7th January. Diễn ra từ ngày 4 đến ngày 7. Thì ở cái bài tập này, những cái từ để hỏi thì người ta đã tô đậm nó lên. Và chúng ta chỉ việc gạch chân những cái từ để hỏi. Activity 2. Mark each question's words with the information it needs. Hãy nói những từ để hỏi với những thông tin mà nó cần. Ở đây chúng ta có hai cột. Cột thứ nhất đó là question words, là từ để hỏi. Cột thứ hai, the information it needs, đó là cột những thông tin nó cần. When có nghĩa là khi nào, thì nó dùng để nói về thời gian. Chúng ta sẽ sử dụng từ time. How many là hỏi về số lượng có bao nhiêu, thì chúng ta sẽ sử dụng từ number. How often, bao lâu một lần, thì hỏi về tần suất, sự lặp đi lặp lại, thì chúng ta sẽ nói với từ repetition. What là cái gì, là nói với một cái sự vật, chúng ta sẽ nói với thing. Where, ở đâu, thì nó sẽ dùng với từ place. Who, nói về người, ai, thì chúng ta sẽ dùng từ là people. Why, tại sao, nói về lý do, chúng ta sẽ dùng từ reason. Ở cái phần này có một cái mục ghi nhớ. Each question was used for a specific piece of information. Mỗi câu hỏi thì mỗi từ để hỏi thì được sử dụng ở một loại hình thông tin cụ thể. Để hiểu rõ hơn thì chúng ta sẽ đi vào phần bài tập số 3. Activity 3. Use the questions was in the prompt to complete conversation, then listen and check your answers.
Hãy sử dụng các từ để hỏi trong khung để hoàn thành các bài hội thoại. Sau đó các em hãy nghe và kiểm tra lại câu hỏi của mình. Ở đây người ta cho những từ để hỏi như là when, khi nào, who, ai, what, cái gì, where, ở đâu, how often, là thường xuyên như thế nào. Các em hãy sử dụng những từ đó làm ba cái đoạn hội thoại này. Và các em hãy, sau khi hoàn thành xong, các em hãy lắng nghe và kiểm tra lại cái đáp án của mình có đúng hay không nhé. Conversation 1. Do you watch TV? Bạn xem TV như thế nào đó? Not very often, 2 or 3 times a week. Không thường xuyên, 2 hoặc 3 lần một tuần. Thì ở đây câu trả lời nói về cái tần suất, thì câu hỏi sẽ là gì? Đó chính là sự thường xuyên, bao lâu một lần. Chúng ta sẽ sử dụng từ how often. Do you watch? It depends, but I like challenge shows the most. Còn tùy, nhưng mình thích xem chương trình tìm kiếm tài năng nhất. Ở đây, chúng ta nhìn vào câu trả lời, thì chúng ta sẽ tìm ra được câu hỏi. Do you watch? Bạn xem cái gì? Ở đây chúng ta sẽ sử dụng từ watch. Conversation 2. Do you like the most in Doraemon? Nobita, he's so funny. Bạn thích nhất trong Doraemon là gì? Nobita, anh ấy rất là vui. Thì cái từ để câu trả lời là Nobita, thì đó là gì? Từ để hỏi đây là nói về ai? Ai là người mà bạn thích nhất trong Doraemon? Thì chúng ta sẽ sử dụng từ để hỏi là who. Conversation 3. Do you play football? Usually on Saturday or Sunday. Bạn chơi bóng đá thường vào thứ bảy hoặc là chiều chủ nhật hoặc là chủ nhật. Thì ở đây câu trả lời là gì? Nói về cái thời gian thì chúng ta sẽ sử dụng từ để hỏi, đó là từ when. Tiếp theo, do you play in the yard? Bạn chơi cái gì đó? Ở đây câu trả lời là in the yard, là ở trong sân. Thì câu hỏi sẽ là gì? Bạn chơi bóng đá ở đâu? Chúng ta sử dụng từ when. Oh sorry, từ where. Các bạn sau khi làm rồi, các bạn hãy lắng nghe lại đoạn hội thoại sau đó các bạn hãy kiểm tra lại xem thử kết quả của mình có đúng hay không nhé. Conjunctions in compound sentences. Liên từ trong câu ghép. Ở đây người ta sẽ sử dụng những liên từ nối but, so, and. But có nghĩa là nhưng, nó diễn tả hai mệnh đề trái ngược nhau. So có nghĩa là vì vậy, nó diễn tả ở kết quả, mệnh đề kết quả. And có nghĩa là và, diễn tả hai cái ngang nhau. Chúng ta sử dụng liên từ nối để kết hợp hai câu thành tạo thành một câu ghép. Ví dụ, I like watching cartoons, but my brother likes watching sports. Mình thích xem phim hoạt hình, nhưng anh trai của mình thì thích xem thể thao. Ở đây người ta sử dụng liên từ nói là but. I enjoy sports, so I spend a lot of time outdoors. Mình thích thể thao, vì vậy mình dành rất là nhiều thời gian ở bên ngoài. Ở đây người ta sử dụng liên từ nói so. I'm helping decorate the house and my brother is busy cooking. Mình đang giúp trang trí nhà cửa và anh trai của mình thì đang bận rộn việc nấu ăn. Ở đây người ta sử dụng liên từ nói and. Và các em lưu ý, ba cái liên từ nói ở trong ví dụ ở bên trên, trước nó người ta sẽ sử dụng một dấu phẩy. Để hiểu rõ hơn về cái phần này thì chúng ta sẽ đi vào phần bài tập tiếp theo. Activity 4. Mark the beginnings with the endings. Nối phần mở đầu với phần kết thúc. Ở đây người ta có hai cột. Beginnings là phần mở đầu và endings là phần kết thúc. Number 1. I like animal program. Mình thích chương trình động vật. Number 2. I'll get up early tomorrow. Mình sẽ dậy sớm vào ngày mai. Number 3. Sometimes we read books. Thỉnh thoảng thì chúng tôi đọc sách. Number 4. My little brother can color pictures. Em trai của tôi thì có thể vẽ
những bức tranh, có thể tô màu những bức tranh. Number 5. We love outdoor activities. Chúng tôi yêu thích các hoạt động ngoài trời. Đây là phần mở đầu. Bây giờ chúng ta hãy đi qua phần kết thúc và tìm những cái câu nào phù hợp nối với cái phần mở đầu. A. So I can be at the stadium on time. Vì vậy mình có thể có mặt tại sân vận động đúng giờ. B. But he can't draw. Nhưng anh ấy không thể vẽ. C. And my brother likes them too. Và em trai của tôi cũng thích chúng. D. So we spend every Saturday playing sports. Vì vậy chúng tôi dành mỗi thứ bảy để chơi thể thao. Thứ bảy hàng tuần để chơi thể thao. E. And sometimes we play sports. Và thỉnh thoảng thì chúng tôi chơi thể thao. Sau khi chúng ta đã dịch xong rồi thì bây giờ chúng ta hãy tìm và nối những câu để tạo thành một câu có nghĩa. Câu thứ nhất, mình thích những chương trình động vật và anh trai của mình cũng vậy. Chúng ta sẽ nối với câu C. Câu số 2, mình sẽ thức dậy đúng giờ vào ngày mai, sẽ sớm vào ngày mai. Vì vậy mình có thể có mặt tại sân vận động đúng giờ. Ở đây chúng ta sẽ nối với câu A. Câu số 3, thỉnh thoảng mình đọc sách. Và thỉnh thoảng thì mình chúng mình thỉnh thoảng chúng mình đọc sách và thỉnh thoảng chúng mình cũng chơi thể thao. Thì ở đây chúng ta sẽ nói với lại câu A. Câu số 4, em trai của mình có thể tô màu những bức tranh nhưng anh ấy không thể vẽ, diễn tả hai mệnh lệnh trái ngược. Thì chúng ta sẽ nói với câu B. Câu số 5, chúng mình rất là yêu thích các hoạt động ngoài trời. Vì vậy chúng mình dành thời gian thứ bảy hàng tuần để chơi thể thao. Thì câu số 5 này chúng ta sẽ nối với câu D. Activity 5. You and but are so to complete the sentences. Sử dụng and, but hoặc là so để hoàn thành những câu sau. Number 1. I'm tired. I will go to bed early. Mình rất là mệt. Vì vậy mình sẽ đi ngủ sớm. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng từ gì? Vì vậy đó chính là so. Number 2. My sister is good at school. I'm not. Em gái của mình thì rất là giỏi nhưng mình thì không. Ở đây chúng ta sẽ diễn tả sự trái ngược, chúng ta sẽ sử dụng từ but. Number 3. We trained hard. We won the game. Chúng tôi đã được huấn luyện rất là khắc nghiệt. Chúng tôi giành được chiến thắng. Ở đây chúng ta sử dụng từ so. Chúng tôi huấn luyện khắc nghiệt, vì vậy chúng tôi đã giành chiến thắng. Number 4. The program is interesting. It's too long. Chương trình này rất thú vị nhưng nó quá dài. Đây diễn tả sự đối lập, chúng ta sử dụng từ but. Fine. I write him some interesting. I hope he follows them. Tôi sẽ viết cho anh ấy một vài hướng dẫn và tôi hy vọng anh ấy sẽ làm theo chúng. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng liên từ nối là and.